Xin chào cả nhà. Lâu rồi mình không có up video lên tại vì mình nhà quá bận rộn. Hôm nay nhà mình rảnh rỗi à. Nay nhà mình sẽ đi đến nhà ông cậu. Cậu của má Tin, em của má chồng mình. Mình sẽ đến đấy, mình sẽ quay cho mọi người ở cảnh ở đó như thế nào nhá. Chỗ đó nó gọi là Outer Tone à. Mình sẽ quay đây là ông xã mình nè, con gái mình nè. Xin chào cả nhà. Nói to lên con. Xin chào cả nhà. Ông xã chạc xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Cái nào video. Hello everybody. Good morning. Đấy, mình sẽ quay cái cảnh cho mọi người xem. Chỗ mình đang là đứng ở cái chỗ này. Cái chỗ này nó là cái cầu. Xe đang là chờ cầu cho cái những cái thuyền để đi qua. Oh, đấy, bạn thấy like a rocket. Mọi người thấy chưa, cái cầu nó đã là dơ cao lên rồi. Nó cái đường cầu nó dơ cao lên để nó cho những cái tàu thuyền bè nó đi ngang qua. Cái khu chỗ này là cái khu người ta cũng là những cái tàu, những nhà ai các cái tàu thuyền du thuyền á hay đến chỗ này chơi đậu thuyền mùa hè rất đẹp. Tới đây là mình phải dừng. Nó chắc cũng phải mất hết 5 phút. Các bạn thấy các cầu, đường cầu nó dơ cao không? Nó tiếc mình đứng hơi cái xe của mình nó đậu hơi xa. Chứ đậu gần đó mình mở cửa ra mình đi xuống chỗ kia một chút xíu. Mình sẽ quay cảnh những cái du thuyền cho cả nhà xem. Ở bên kia xa xa mày thấy quạt thông gió không? Em mình phóng gần gần cho mọi người xem nè. Đó, anh nhìn cái quạt thông gió. Mọi nhà thấy quạt thông gió đó. Em mình zoom gần gần cho nhà xem nè. Wow, it's going down, going down, going down. À, bạn nhà, mọi người xem là cầu bắt đầu nó hạ cầu xuống nè. Có nghĩa là những cái du thuyền nó đi qua hết rồi, tàu nó đi qua hết rồi, bắt đầu nó hạ cầu xuống. Nó đang là hạ từ từ xuống. Mình zoom gần gần đến cho cả nhà xem. Dan moet eigenlijk even de waterfilmen zo als we erover rijden. Cái cầu nó đang là cao to, đang hạ dần dần xuống à. Rồi. Mọi người đâu nhìn thấy nó đúng không? Cầu nó đã xuống hết à. Bắt đầu xe được đi qua lại. Cái khu chỗ này cũng đẹp lắm. Mình sẽ có một sẽ có ngày mình đi tới đây về đẹp. Mình sẽ đến đây review cảnh du thuyền chỗ này cho mọi người cùng xem. Bây giờ tàu xe bắt đầu chạy được rồi. Mình sẽ chạy tiếp cho ông xã mình quay phim. Mình lái xe.